Đây là toàn cảnh trên cao hạ tầng của đường vành đai 3.5 đoạn Thiên đường Bảo Sơn và khu đô thị Genesimco A và B. Hôm nay mình sẽ làm một cái video review cho anh em cái tiến độ thi công và cái hạ tầng hiện tại cộng với phân tích một số các cái yếu tố tiềm năng của bất động sản khu vực nơi đây. Đó là cái tuyến cáp đường cao thế trên cao đã được hạ và hiện tại đang đến giai đoạn cuối cùng, chỉ khoảng 15 ngày nữa thôi là sẽ đưa vào đóng điện vận hành chính thức cái tuyến cáp ngầm thay thế tuyến điện trên cao. Bên đây đó là cái cầu vượt kết nối giao thông khu VinSmart City sang với khu VinHome Thăng Long và cắt ngang qua đường vành đai 3.5. Và trước mặt các bạn là khu B mới của Genesimco đang được xây dựng. Cái khuôn viên ở đây thì nó cũng khá là hạn hẹp. Và đây trước mặt chúng ta đó là hai cái cột điện cao thế để đưa cái đường cáp ngầm lên trên cao và tiếp tục vượt qua vành đai 3 đi tiếp như cái tuyến đường điện cũ. Họ thay thế toàn bộ cái tuyến đường điện trên cao cắt ngang qua đường tàu và đi cắt một phần vào đất dự án của Vin City đoạn tiếp giáp với vành đai 3.5. Do cái tuyến đường điện này chiều cao khá thấp, nó ảnh hưởng đến an toàn giao thông nên là có hai cái tuyến đường kết nối từ VinSmart City sang vành đai 3.5 chưa được kết nối sang do đường điện. Vì thế Vin đã làm việc với tập đoàn điện lực để hạ ngầm cái tuyến cáp này xuống để tiếp tục xây dựng hạ tầng. Ở đây họ xây dựng gần chục tòa chung cư ở cái phần diện tích đất trống còn lại này nữa, và nó nằm tiếp giáp với vành đai 3.5. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được, khi mà giao thông nó kết nối ở một cái đô thị rất lớn như VinSmart City sang cái đường vành đai 3.5 này thì nó có lợi rất nhiều cho cái khu vực này. Đây là tổ hợp khu nghỉ giải trí của Thiên đường Bảo Sơn đây. Thì cái này thì còn rất nhiều vấn đề để nói về Thiên đường Bảo Sơn. Hy vọng rằng sẽ có một video khác để phân tích là cái yếu tố tiềm năng của khu Thiên đường Bảo Sơn này ảnh hưởng đến hạ tầng của nơi đây. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói đến cái đường điện trên cao được hạ ngầm xuống thì nó sẽ giúp ích gì cho khu vực này. Chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh các cái chung cư và hạ tầng ở khu VinSmart City này. Nói chung khu VinSmart City người ta tập trung xây dựng chung cư là chủ yếu, ít, rất ít các cái biệt thự và hầu như không có, nó chỉ có một số các cái dãy nhà shop house thôi. Và đây là khu A Genesimco có cái tuyến đường kết nối sang vành đai 3.5 giữa VinSmart City và vành đai 3.5. Ở khu này toàn bộ là khu đô thị, dọc suốt hơn một cây số chỉ có một cái ngõ là có cái đường Thịnh Phát là đi nối vào khu chợ M2, vào khu An Khánh là có ngõ của dân thôi, còn lại toàn bộ là khu đô thị nên giá đất ở cái khu vực dân cư ở đây chắc chắn là nó sẽ tăng giá rất nhanh. Bây giờ hiện tại đang chỉ khoảng 80 đến 100 triệu đồng trên một mét mặt đường ô tô đỗ thôi. Người ta thường nói đời thay đổi khi đường thay đổi, đúng không? Khi mà có giao thông thay đổi và kết nối hạ tầng giữa một cái khuôn viên nào đó với một cái trục tuyến đường giao thông chính phát triển của một thành phố nào đó thì đương nhiên cái khu vực mà chúng ta đang nói đến nó sẽ có cái sự thay da đổi thịt và có sự biến đổi rất kinh khủng. Đường giao thông mở ra thì phương tiện giao thông đi lại thuận tiện hơn, người dân sẽ có sự kết nối giao lưu giữa các vùng với nhau, khu vực với nhau. Hơn nửa triệu dân ở khu VinSmart City này sẽ đổ bộ, sẽ kết nối với hạ tầng các khu vực xung quanh đây. Chúng ta thấy cái nhu cầu về ở các cái khu vực đường vành đai này nó sẽ đã tăng lên rất là cao rồi. Hiện tại ra thì với những cái thời điểm cao điểm như khoảng độ 7-8 giờ sáng hoặc là 4-5 giờ chiều thì các khu vực này đã xảy ra hiện tượng ùn ứ giao thông, dòng người đổ về khu vực vành đai này ở rất là đông, bởi vì là ở trong nội đô nó đã quá đắt đỏ rồi, không đủ sức để mua nữa thì họ phải dồn ra ngoài này, mà thực ra ngoài này lại đẹp hơn.
trong nội đô, bởi vì là trong nội đô thì đó là cái quy hoạch cũ, đô thị cũ, dẫn đến là rất là nhiều ngõ ngách, đường xá rồi xây dựng rất là lông đôn. Nhưng khi ra phía ngoài khu vực ven đô này thì về cơ bản những cái khu dân cư cũ thì không nói, nhưng những cái khu mà được quy hoạch thành đô thị hay những khu mà giãn dân thì nó đều được quy hoạch rất là đẹp, hạ tầng rất rộng rãi, thoáng đãng. Và đặc biệt ở cái khu mà vành đai 3.5 giao kết với đường đại lộ Thăng Long ấy, thì quanh đây toàn quy hoạch khu đô thị thôi, nên là nó có tiềm năng phát triển rất là mạnh. Chính vì thế nên các bạn nên quan tâm về những khu vực này, đặc biệt là trong giai đoạn này khi mà họ vừa mới hạ đường điện để chuẩn bị kết nối giao thông. Rất nhiều người người ta chưa nhận biết được những cái thông tin như thế này, đặc biệt là những người dân. Chúng ta nên đi tìm đất ở trong khu vực đất dân cư để chúng ta tìm những cái vị trí đẹp, đường ô tô đỗ để chúng ta mua. Mặc dù có thể là 8-90 triệu một mét, nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ tăng lên có thể hơn 100 triệu một mét trong một thời gian rất ngắn, khoảng 1-2 năm tới. Mình cũng muốn truyền tải thông điệp đến cho anh em để anh em có thể có cơ sở để đi mua bán đầu tư bất động sản để ở hoặc là đầu tư cũng ok anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này, hẹn gặp lại anh em ở các cái bài phân tích sau.